Yo, hello, what's up? Chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố Rơ Mờ nha. Xin chào anh em game hay tài chính, anh em từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video nhưng tôi xin một like và một đăng ký kênh của channel phát triển nhé, cảm ơn rất nhiều. Tiếp tục hành trình vui chơi sự kiện mới anh em. Sự kiện từ mới anh em Batman hôm nay thì chúng ta tiếp tục nhảy show mới hot quá đâu, nhảy vào mấy con hạng khu thôi nhỉ. Thì hình thì chính thì cũng không có gì làm các bạn, nhảy qua mấy xe và khác, nhảy hốt cốt rồi nhập quà rồi anh em, để tiếp tục quay sự kiện các bạn đó. Về sự kiện thì tôi cũng cập nhật từ hôm qua rồi nên không cần nhập gì nữa anh em. Ở bên game fanpage cũng không có sự kiện gì mới anh em, ngoài việc cày fan cứng để mà chuẩn bị săn cốt fan cứng anh em. Các bạn nào chưa có thì tranh thủ đi săn. Hôm nay qua lại thì nó đang có 403 viên xúc sắc các bạn, thì chúng ta sẽ chơi sự kiện xúc sắc. Giờ trước mắt thì chúng ta sẽ đi nhập mấy quả có đe vào mới cho em nói anh em. Hoặc này thì đang còn 2-3 quả con đe mới anh em, đặc biệt trong đó là có quả VIP con đe anh em nào chưa nhận hình thôi nhận này. Hoặc này con đe dùng riêng nhá, đây con đe dùng riêng các bạn, cái này anh em nên web code dần ấy, từ VIP 3 để lên đang chưa nhận được đó. Ngoài ra thì có quả HT 181 1807, lộn rồi, 1807. Rồi, tiếp theo là quả Love Lamy anh em. Có Love lại để có đèn livestream anh em. Love Lamy 1607. Đó, có đèn livestream nữa anh em. Rồi, lượng luôn. Đó, 1 2 3. Có quà cáp gì không? Còn quà anh em, 4 phần quà luôn. Đấy, tổng có thể được 4 phần quà gift code. Tôi về được 24 thùng bia. 20 xu vòng quay, 1 KZ Luffy, 5 Belly, 5 MP. Trước mắt chưa biết nào anh em, nhìn thấy hơi khoai đấy. Ây da, nhìn thấy hơi khoai rồi anh em. Thế mấy ông mở ra 50k kim cương nghe kiểu dễ dàng thế nhỉ. Ui, 200 kim cương các bạn. Tôi loanh quanh chỉ mở được kiểu đấy thôi, chả hiểu mấy anh em mở được kiểu gì, định giá mà xu vòng quay. Ừ, được rồi, giờ thì chắc trước mắt thì chúng ta chỉ có thể đi ấy thôi anh em. Chúng ta sẽ đi đập thùng bia thôi các bạn. À quên, nộn chơi sự kiện xu vòng quay anh em nhé. Tôi sẽ quay xu vòng quay các bạn, quay xong tôi quay các bạn coi. Ok các bạn, hoàn thành tour vòng đầu tiên anh em đó, hoàn thành một vòng các bạn cũng được của nó anh em. Đó, hoàn thành một vòng nhận được ngay một tướng Batman các bạn, tuyệt vời luôn. Nhưng bù lại thì trường là chúng ta sẽ được một số lượng tài nguyên rất là khổng lồ các bạn nhá. Riêng cái gì cái các bạn, đó, hiện tại 433 xu vòng quay anh em. Đó, rất là ngon lành luôn. Nhưng mà giờ mà đi quậy ấy thì cũng nghe không ăn thua nhỉ. Là dương tướng mới như Batman. Kim cương không nhiều anh em, đã có kim cương nhiều nữa là lại mua được thêm một đống xu vòng quay luôn. Được rồi, check xem áo này còn vé trên tay không đấy anh em. Không các bạn. Ok, thế giờ tôi quay xuống quay nha. Quay xong tôi quay các bạn coi. Ok, xong các bạn nha. Giờ thì bắt đầu làm chuyện bắt chuyến nào. Lụng qua qua 40 thùng bia. Rồi, ok các bạn, hiện thế nào. Form 5 sao một lần, hai lần, tôi mới đổi được nhiều nhờ, ba, bốn, 10 lần là được rồi anh em, trước mắt là vậy, 5 này, 6 này, chơi luôn các bạn, 7 này. Có thể đủ 10 anh em. À, chưa các bạn, 9. Xém đủ 10 thôi. Thôi thì đây 10 các bạn. Chấp nhận chơi luôn. Rồi sự kiện. Hồn hải tạc. Ô. Thiếu mất 4k. Thiếu mất 4k hồn các bạn. Thiếu mất 4k hồn anh em. Không phải đơn giản đâu. Xem nào. Trong túi cũng không có trống quá nhiều form các bạn. Đi kìa.
update nha. Càng đét anh em. Lên qua luyện tướng coi. Qua luyện tướng coi các bạn. Không sao, có thiếu chỗ này thì bù chỗ khác vào anh em đó. Kiếm trên này kiểu gì cũng đủ thôi. Đấy, cứ mỗi hệ thêm một vài cháu nữa nè, kiểu gì cũng đủ. Tới nào. Ok bạn ơi luôn. Chính xác. Chính xác. Ok luôn. Ok ngon lành luôn. Đụng nào. Đụng qua nào. Chính khí này. Chính khí này. Giờ thì chắc ra đủ hay xui đủ rồi anh em. Ok. Đủ thoải mái. Rồi các bạn thoải mái luôn. Thêm được 100 thùng bia về nữa các bạn. Thêm được 100 thùng bia về nữa. Đây rồi. 100 thùng bia. Nhưng còn đủ nhiệm vụ luôn. Đó thì bắt đầu vào việc luôn anh em nhá. 100, ui, 165 thùng bia rồi à. Thôi thì cũng được anh em. Hoàng nghiệp xem vào mới. À quên nộn. Đâu quẩy sự kiện thế này cũng được rồi. Cùng nhau đi kiếm tí nhân phẩm nào. Có ra thêm một cháu bay mẹ mẹ nữa không? Có ra thêm một cháu bay mẹ mẹ nào nữa không anh em? Chân tô má rửa. Rô rô anh em. Tiếp tục nào. Heo Beppo. Đây rồi. Thêm cháu nữa, thêm cháu nữa. Ui. Một cháu nè, từng bó lớt hai cháu thì tuyệt vời anh em. Hai bé bé men luôn thì quá đỉnh. Ilamante. Tiếp tục nào. Được của nó đấy các bạn. Thì lại nhận đống xu quay lại ra chơi được vòng 2 nữa thì ngon. Vì chơi vòng 1 thì còn lâu, cho vòng 2 chơi thì nó sẽ nhanh hơn các bạn. Tốc điểm, tốc độ hồi nó sẽ ngon nhanh hơn nhiều. Vòng 2 tôi nghĩ chắc tầm hơn 200 xu là anh em thoải mái ăn rồi. Iraru ạ. Thôi không được anh em. Được một cháu Bamberman là nghe cũng được của nó rồi các bạn. Coi qua nào. Đây thêm một Bamberman nữa anh em. Nó nhẹ nhàng nên được bận 9 sao rồi. Ui. Như hôm bữa tôi còn vất vả đến đâu anh em. Đó lên 9 sao này. Xem trong túi nào có 136 có bia vàng các bạn. Đập cũng hoàn thua. Ok túi nào. Ai đây. Luffy. Có Bamberman đây không. Ui thêm Bamberman nữa rồi anh em. Ngon. Lượm luôn ạ. Trời ơi ngon lượm luôn ạ. Dễ như không ạ. Trời ơi. Đây 4 cháu rồi anh em. Thiếu form nữa thôi. Thiếu một form nữa thôi là ngon lành luôn. Sự kiện xúc xắc 116. À, giờ làm xúc xắc cẩn thận. Có khi được ốc quét. Biến động rồi. Đây, lại thêm một đống tài nguyên ngay anh em. Đấy, giờ nó cứ muốn vào 5 điểm này. Muốn lượt 5 điểm này. Muốn lượt 15 điểm này. Bây giờ có đủ ăn không ta. Ở tính sau ạ. Nâng đã. Nâng giờ cũng chỉ được lên 9 sao thôi nhỉ. Dây lây thôi. Mình dây lây bù vào thôi chứ làm sao giờ. Mày quẩy nhanh quanh cái sự kiện kiếm mảnh men men men. Nói chung nhìn thấy chứ cũng dễ nhờ. Thôi, ác sáng tài nguyên nó dễ dàng quá các bạn. Nhân phẩm đấy chứ. Không bù qua cho nào tôi các bạn. Đập mấy trăm thùng bia rồi ra được cho men 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 nào đâu.
hai ba đấy, 9 sao các bạn, nhẹ nhàng tình cảm 9 sao rồi đấy, quá ngon lành. Sự kiện thức tỉnh men men men, nhận quà 10 thùng bia. Đi là thêm trong nữa. Giấy gì anh em, giấy gì muốn ra được thêm một bê bê nữa các bạn. Ra được cái nữa thì quá ngon. Nhưng mà form nào, xin một bê bê nữa nào. Một bê bê có hay không? Không các bạn. Ok thôi, vui đi. Video vui chơi sự kiện đến đây thôi anh em nhé. Clip kết thúc ở đây. Hẹn anh em ở gần tiếp theo. Giờ thì bye bye mọi người.